Thưa quý vị, phường Quảng Long, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình là một trong những địa phương trồng nhiều hoa nhất thị xã nhằm phục vụ cho người dân vào mỗi dịp Tết đến. Và chỉ còn gần 2 tháng nữa thôi là đã đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 rồi. Tại thời điểm này, các cô chú nông dân đang rất rộn ràng chăm sóc hoa với hy vọng sẽ mang lại một vụ hoa thật bội thu. Hàng năm cứ vào dịp cận Tết thì người nông dân lại chuyển dịch cơ cấu cây trồng từ trồng lúa sang trồng cây hoa để phục vụ bà con cũng như là để thu về nguồn lợi nhuận cao hơn. Năm nay tại vườn hoa Quảng Long, diện tích trồng hoa của phường lên đến 20 ha. Vụ hoa Tết là vụ quan trọng nhất trong năm với số lượng tiêu thụ lớn, giá bán và lợi nhuận cũng khá cao. Do đó người dân chăm sóc hoa vụ cuối năm rất cẩn thận, tỉ mỉ, công phu từ khâu ươm giống, chăm sóc, tưới tiêu cho đến phòng trừ sâu bệnh. Tỉ mỉ cẩn thận là vậy, thế nhưng người dân vẫn không thể tránh được những khó khăn trong quá trình nuôi trồng hoa. Giá thành cây giống đâu thì lần đám đâu thì năm thì vẫn đắt hơn năm ngoái, tại vì là liệu xây dựng xăng đô lên với là công thuế họ làm á, càng ngày càng tăng lên, cược đô đắt hơn thôi, năm thì đắt hơn năm ngoái, mất đắt mất tới 30% rồi. Về cái mùa này là miền Trung mình cứ mưa gió á. Bữa nhà ở trong nửa bị ngập nước. Đối mặt với muôn vàn khó khăn như vậy, thế nhưng người dân nơi đây vẫn hết sức tận tâm chăm sóc từng cây hoa để mang lại một vụ mùa trọn vẹn nhất. Thưa quý vị, điều đặc biệt khi nhắc tới vườn hoa Quảng Long không chỉ dừng lại ở những luống hoa bát ngát mà nó còn nằm ở khung cảnh mà như quý vị có thể thấy ở ngay sau lưng tôi lúc này đây. Đến với vườn hoa Quảng Long vào những ngày này vào ban đêm, chắc hẳn nhiều người sẽ rất ngỡ ngàng, thích thú trước khung cảnh làng quê lung linh, sáng rực bởi hàng ngàn chiếc bóng đèn điện được thắp sáng để sưởi ấm cho hoa như thế này. Những bóng đèn lấp lánh đến từ việc người dân nơi đây áp dụng một phương pháp trồng hoa rất đặc biệt có tên gọi là trong đèn nuôi hoa. Việc sử dụng ánh sáng không cho cây ngủ sẽ giúp cây tăng trưởng tốt hơn. Cây hoa sẽ liên tục nhận năng lượng từ ánh sáng và quang hợp, cao lớn, thân thẳng, đặc biệt là nở đúng thời gian theo ý định người trồng. Hệ thống bóng điện chiếu sáng cho rụng hoa được lắp đặt với mật độ cách nhau từ 1,5 đến 2 mét, tùy vào điều kiện của mỗi gia đình để lựa chọn các loại bóng điện có công suất và mức độ tiết kiệm khác nhau. Nhưng phổ biến nhất vẫn là loại bóng đèn có công suất từ 15 đến 20 W. Với sự chăm sóc cẩn thận và tỉ mỉ như thế này thì chắc chắn năm nay người dân phường Quảng Long sẽ có một vụ mùa thật bội thu để có thể chào đón một cái Tết Nguyên đán thật là ấm no và hạnh phúc.